Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày giáp tý tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim Quỷ giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thi Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu trận giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành Ninh Mạch Hải Trung Kim, ngày Giáp Tý tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hải trung kim kỵ tuổi mậu ngọ nhâm ngọ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu ngọ nhâm ngọ canh dần, canh thân, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên xá, đại cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, chỉ kim kỵ, động thổ, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao họa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sao ly sàn xấu đối với xuất hành sao nguyệt kiếm chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao phủ đầu giáp kỵ về khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này tác động không hề tốt lên vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay và ngày này với bạn tuổi Tý đi làm bạn nên hạn chế việc tranh cãi với bạn bè đồng nghiệp để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có và với bạn thủ tí trong ngày này nếu như có ý kiến bất đồng đôi bên cần phải trao đổi với nhau một cách hòa bình chớ nên đề cao quan điểm của bản thân mà hạ thấp đối phương xuống chỉ khi đôi bên đều bình tĩnh thì cuộc thảo luận mới mang lại kết quả khả quan được Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở văn phòng, bàn giấy. Bạn cần phải thỉnh thoảng đứng lên để thư giãn và vận động, chứ đừng có ngồi một chở kéo lại tê bì về chân tay. Về câu quýt của bạn thủ Tý trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim chớ nên tranh cãi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên để cao quan điểm của cá nhân tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên tăng cường vận động tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng cho mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hãy mở rộng mối quan hệ của bản thân mình nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. từ vi tuổi Sửu, thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phụ trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Với bạn tuổi Sửu, bằng những kinh nghiệm và tài năng của mình, bạn thường giải quyết được những vấn đề khó khăn và điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người tin tưởng và cấp trên giao cho bạn những công việc quan trọng nữa. May mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn gặp được vận quý nhân, gặp được người có cùng chí hướng với mình và đôi bên có thể bắt đầu xúc tiến việc hợp tác, thực hiện những dự án mới và với bạn, cái dự án này sẽ rất hứa hẹn trong tương lai nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này lại nhắc nhở bản mệnh cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn và bạn tuổi Sửu chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ bê người thân, đến lúc hối hận thì đã muộn mất rồi đó bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim công việc tiến triển được suôn sẻ thuận lợi dù gặp phải vấn đề gì cũng giải quyết được tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy được người đi trước giúp đỡ giải quyết được những khó khăn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm ăn thuận lợi tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc bớt thời gian làm việc quan tâm tới nửa kia gia đình của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dần có được một ngày tài lộc dồi dào, nhất là đối với những ai đang làm ngành nghề tự do, kinh doanh buôn bán, có được những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn có được những nguồn lợi nhuận khấm khá nữa nhé. Và với bạn tuổi dần, bạn tính hào phóng, cởi mở của bạn sẽ giúp cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay phát triển được tốt đẹp. Những người mà bạn quên biết hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai và giúp cho bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần là người biết chăm lo cho gia đình của mình, bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc chung của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng của bên nào cả. Chính vì vậy, gia đình của bạn luôn luôn có được sự hạnh phúc trong ấm ngoài êm về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tài lộc được dồi dào nhận được lợi nhuận từ những nguồn đầu tư trước đây tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có quan hệ tốt đẹp với khách hàng đối tác tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hào phóng cởi mở với mọi người xung quanh tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết chăm lo và vun vén cho gia đình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có trách nhiệm với người thân của mình Vài đánh giá của bà tuổi Dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 60 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát Tường màu xanh lá cây màu xanh ra trời quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Thìn tuổi Hợi từ vi tuổi mão thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có điểm báo trải qua ngày thứ ba này không được may mắn cho lắm khi với bạn tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu gây ra với bạn tuổi mão bạn đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan cho nên dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác và cái điều này có thể gây cho bạn những hối tiếc về sau này nữa nhá và ngày này với bạn tuổi mão nếu như bạn đang làm trong các cương vị là lãnh đạo và muốn góp ý cho người khác bạn mệnh cũng nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe những lời góp ý nhẹ nhàng thường đem lại hiệu quả cao hơn những lời chiếc móc nữa đó nhá và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng. May mắn là bạn bệnh có được người vợ, người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn và tha thứ cho những lỗi lầm mà bạn mắc phải. Vì vậy, với bạn tuổi mão nên trò chuyện với người ấy để tìm ra cách giải quyết những vấn đề mà làm cho bạn đang trăn trở. Về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ gây mất lòng người khác. Vì không chú ý tới cách diện đạt của bản thân, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý cách ăn nói và cư xử, đừng gây tổn thương người khác, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vậy đánh giá của bạn tuổi màu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 77, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, người tuổi dần, người tuổi thìn, người tuổi tốt, tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc và ngay cả khi đối diện với những khó khăn thử thách bạn cũng chẳng hề nhùn bước ngược lại càng khó khăn bạn lại càng muốn chinh phục nó hơn Tuy nhiên, á, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, bạn lại mắc phải cái bệnh là cả thèm chóng chán, cho nên khó có thể trở thành quân giáp, được lãnh đạo tin tưởng. Vì vậy, bạn cần phải nhớ rằng, nếu muốn thành công, thì bạn phải có quyết tâm cao độ hơn, làm gì, bạn cũng nên cố gắng và kiên trì cho đến cùng nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày cô thổ khác với Thủy, cái điều này cũng cho thấy với bạn đang có điểm báo sẽ có những bất ổn trong mối quan hệ giữa bạn với nửa kia và mỗi khi có vấn đề gì đó xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe loạt tai những lời giải thích của đối phương, đừng để cho cách hành sự của mình khiến cho mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt bạn tuổi thìn nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, hàng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nên rèn luyện bản tính, kiên trì, chớ bộ cuộc dựa chừng. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, không nên vội tin theo lời của người ngoài, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 83, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay có được nguồn tài chính được cải thiện đáng kể. Ngày này với bạn tuổi tỵ các công việc ngày tay trái của bạn đã không phụ công sức của bạn đã làm trong suốt bấy lâu nay. Số tiền công mà bạn nhận được có thể sẽ giúp cho bạn có được sự dư dạn trong một khoảng thời gian dài nữa đó nhé. Và trong ngày thứ ba này với ba tuổi tỵ, một số người trong mệnh có được cát tinh sẽ có được nhiều sự may mắn, có thể là phát tài một cách nhanh chóng nhờ vào các trò chơi may rủi như thế là trúng số, trúng thưởng. Vì vậy, bạn hãy sử dụng số tiền đó một cách khoa học, hợp lý hơn, chứ đừng tiêu xài hoang phí, dành toàn bộ số tiền đó cho sở thích cá nhân bạn tuổi tỵ nhé trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt và nếu như những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ chẳng thế nào trở lại được như xưa vì vậy với bà tuổi tỵ hãy thẳng thắn hơn khi trò chuyện và trao đổi với người ấy nhé về câu quýt cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa công việc ngày tê trái đem lại cho bạn có được nguồn thu khả quan tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chăm chỉ làm việc sẽ đem lại kết quả tích cực tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc phát tài nhờ vào những trò chơi may rủi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim quan tâm tới gia đình của mình đừng để tình cảm nhạt phai tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh thủy chớ nên tiêu tiền một cách phung phí về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 56 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ trở nên nóng nảy hơn hạn so với mọi ngày và với bạn tuổi ngọ mỗi khi gặp phải những mâu thuẫn bạn thường hay nói hoặc là thực hiện những hành động tức thời mà không suy nghĩ cho cẩn trọng nữa và trong ngày thứ ba này với bạn tứ ngọ, nếu như bạn đang đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh mình để nịnh nọt. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng có để cho những lời nịnh nọt khiến cho mình có những quan điểm sai lệch về công việc nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng chạp năm Tân Sửu, ngày này theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày 6, kiên cự những công việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất về nhà cửa, trộ cửa, gắn cửa hay là các vụ việc làm thủy lợi để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Theo khẩu Minh, hôm nay cũng là ngày 6, vì vậy với bà tuổi Ngọ nên sắp xếp công việc sao cho phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất nhé về câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không biết tiết chế về cảm xúc dễ hành động bộc phát. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý của nhiều người khác phái. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên giữ khoảng cách với mọi người trở nên dễ dãi, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xuất hành hay là ký kết những hợp đồng trọng đại nhá Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này gây ra nhiều tác động xấu lên công việc của bạn trong ngày hôm nay. Với ba tuổi mùi, những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Vì vậy, bạn trở nên lơ đáng mà cần phải đề phòng có người dựa tròa sau linh lưng mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi, với những quan điểm bất đồng ý kiến khiến cho mối quan hệ giữa bạn với người nhà lại không được máy hòa hợp. Và nếu như bạn thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, thì đôi bên cần phải mở lòng mình hơn và lắng nghe ý kiến của đối phương nhiều hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, chú ý xung quanh, chớ nên vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, không nên hành động bộc phát, nếu không dễ vướng phải những rắc rối từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa vợ chồng có nhiều ý kiến bất đồng với nhau từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn nhau nhiều hơn từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cẩn thận với các mối quan hệ xã giao của mình về đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 15, số 69, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, người tuổi ngọ, người tuổi hợi, người tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn được tận hưởng những giây phút yên bình khi về đến nhà của mình. Và không chỉ trong thời điểm này với bạn tuổi thân mà lúc nào bạn cũng luôn có được nửa kia quan tâm, chăm sóc cho bạn, luôn dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của bạn nữa và trong ngày thứ ba này với bạn thú thân dù bạn đã kết hôn hay là chưa bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên và bạn có thể tìm thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức những buổi hẹn hòa lãng mạn sau mỗi dịp như vậy chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỷ niệm khó quên nữa xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm Tân Sửu ngày này theo hải thượng lạn ông nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối bàn chân và sau ống chân vì vậy với bạn tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ, ác, châm chích ở các vị trí này về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa luôn tháo hiểu và bao dung cho nửa kia quan trọng gia đình từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên hâm nóng tình cảm vợ chồng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân và gia đình từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh về đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 38, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tốt. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bàn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bàn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa, mão dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được mấy thuận lợi với mình và với bàn tuổi dậu cần phải chuẩn bị về tinh thần để đối đầu với những trở ngại trong ngày hôm nay bạn cũng không nên chủ quan với công việc nếu như không muốn mình lâm vào những rắc rối bất ngờ xảy ra Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn thứ dậu, bạn mệnh cũng không nên quá vô tư, tin tưởng mọi người xung quanh, dù đó là người bạn quyên biết từ trước đi chăng nữa, bởi bạn đang có điểm báo, có kẻ niếm đá giấu tay xuất hiện, hãy làm mọi việc bằng chính sức của mình sẽ tốt hơn với bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này khi về đến nhà bạn cũng có thể chia sẻ những tâm sự với người ấy những rắc rối mà mình đang gặp phải trong công việc đừng có giấu mọi chuyện ở trong lòng đây không chỉ là thời điểm để cho vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau mà còn là một cơ hội để cho hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn nữa Về câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc gặp trở ngại bất ngờ không nên lơ là thiếu đi sự tập trung từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chú ý kẻ xấu niếm đá dấu tay gây trở ngại cho công việc từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết sao cho phù hợp trong mọi tình huống từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng khiến cho bản thân càng trở nên căng thẳng từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nhiều hơn để cùng ra cách cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 91, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, người tuổi Dậu, người tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp với bạn tuổi Tuất trong ngày này có rất nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận với bạn nhằm mục đích kiếm lợi ích từ bạn và để tránh xa những rắc rối với bạn tuổi Tuất nên giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và lý trí giữ vững quan điểm của mình nữa trong gia đình với bạn tuổi Tuất cũng cần phải quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đó, cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên hạn chế việc tiếp xúc với những người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Bạn hãy giữ khoảng cách thích hợp với họ, chứ không nên cố tình tiếp cận để nịnh bợ lấy lòng họ sẽ không tốt cho bạn về sau này. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách. tử vi tuổi bính Tuất thuộc mệnh thổ không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim làm việc chắc chắn không lùi bước trước những khó khăn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy giữ khoảng cách với những người có chức cao vọng trọng trong xã hội Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 80, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi dần, người tuổi ngọ, người tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi hợi với bản tính thật thà tốt bụng của mình sẽ dễ dàng gây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày hôm nay và với ba tuổi hợi, bạn là người dễ gần, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu như bạn đối diện với những khó khăn trong ngày hôm nay. Và may mắn hơn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi, bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý, khiến cho con đường tương lai của bạn không còn mông lung như trước nữa. Với những vấn đề đang còn tồn động của bạn cũng được giải quyết nhanh chóng trong thời gian này nữa nhé tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình không nên lơ là với những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa có sức khỏe thì bạn mới có thể làm được mọi việc bạn tuổi hợi nhé Vài câu quýt cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ sẵn lòng giúp đỡ người khác khi ai đó gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc có được cơ hội gặp gỡ quý nhân sẽ giúp cho bạn giải quyết được những rắc rối. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có phương hướng chính xác cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cáp tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi tí, người tuổi xỉu, người tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng với những thông tin hữu ích về tử vi ngày thứ ba này sẽ mang tới cho các bạn có được những trải nghiệm thú vị xin chào hẹn gặp lại